Thưa quý vị, thưa các bạn, quyết tâm chính trị của Đảng và Chính phủ nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một bước đi căn bản và tích cực. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã góp phần xác định được vai trò quan trọng của các tổ chức đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trước yêu cầu cấp thiết trên, các doanh nghiệp ngành công thương đang tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động của các tổ chức đảng, đặc biệt phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp phải thay đổi về hình thức, không cứng nhắc hay hành chính hóa để phù hợp với đặc thù của hoạt động doanh nghiệp. Quyết tâm chính trị của Đảng và Chính phủ nhằm tái cơ cấu doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một bước đi căn bản tích cực. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã góp phần xác định được vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Theo thống kê hiện nay, số tổ chức đảng và số lượng đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã chiếm trên 50% và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên. Khi đối tượng thay đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, thì việc tìm tòi để tính đến mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo mới nhằm bảo đảm vai trò, vị trí lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu. Trước yêu cầu cấp thiết trên, các doanh nghiệp ngành công thương đang tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động các tổ chức đảng, đặc biệt phương thức lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp phải thay đổi về hình thức, không cứng nhắc hay hành chính hóa, để phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Sự thành công của các doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương sau khi cổ phần hóa thời gian qua cho thấy vai trò quan trọng của tổ chức đảng tại các công ty cổ phần. Tuy nhiên, qua khảo sát, mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp còn có những khó khăn trong giai đoạn hiện nay, như đối với doanh nghiệp cổ phần không còn vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có số vốn nhà nước chiếm dưới 50%. Các doanh nghiệp này hoạt động theo luật doanh nghiệp, mọi hoạt động của công ty thực hiện theo quyết định của Đại hội Cổ đông mà trực tiếp là Hội đồng Quản trị, sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Cấp ủy, đảng ủy hoặc chi ủy chỉ tham gia ý kiến. Do đó, chiến lược quy hoạch cán bộ của doanh nghiệp phụ thuộc vào các quyết định của Hội đồng Quản trị của Ban Tổng Giám đốc, cấp ủy công ty không được tham gia. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cái vấn đề về mặt cổ phần hóa nó cũng hết sức là khó khăn. Đầu tiên nó là cái vấn đề nhận thức của đảng ủy, của ban lãnh đạo và của người lao động về công tác cổ phần hóa. Phải nói rằng là đảng ủy chúng tôi cũng đã vận động rất là kiên trì và cũng tuyên truyền và cũng thực hiện nhiều những cái bước và cũng phải đưa ra được một cái kế hoạch về vấn đề cổ phần hóa và sau cổ phần hóa đảm bảo được về vấn đề công tác lãnh đạo sau cổ phần hóa đối với công ty để người lao động tin tưởng. Công tác xây dựng đảng luôn là nhiệm vụ then chốt cấp thiết, đồng thời đòi hỏi sự đổi mới không ngừng. Đảng ủy Bộ Công Thương đã xác định phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong tái cơ cấu ngành công thương ổn định và phát triển. Trong đó, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng phù hợp với tiến độ cổ phần hóa, tư nhân hóa của doanh nghiệp nhà nước theo hướng hoạt động của tổ chức đảng hiệu quả thiết thực. Từ thực tế đó, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có định hướng, hướng dẫn chỉ đạo về mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp sao cho thống nhất, không để quá nhiều mô hình như hiện nay. Chúng ta có nhiều cái mô hình mà tổ chức đảng khác nhau. Những mô hình này thì hiện nay có đang trực thuộc, mô hình tổ chức đang trực thuộc của các địa phương, của các cái bộ ngành. Khi cổ phần người ta đã sang doanh nghiệp tư nhân thì cái sự gắn kết với lại tổ chức đảng, cái sinh hoạt chung với lại các tổ chức đảng thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp của bộ thì nó không còn phù hợp. Chính vì thế cần có một cái sự rà soát, sắp xếp, bố trí lại thì cho nó phù hợp và qua đó mới thực hiện được cái sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tổ chức đảng cấp trên đối với tổ chức đảng cấp dưới. Cổ phần hóa là biện pháp được sử dụng để giảm số doanh nghiệp nhà nước, giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước trong các doanh nghiệp này nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có ảnh hưởng tới công tác nhân sự, mô hình hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị xã hội.
Bởi vậy, nếu không kịp thời tổng kết rút kinh nghiệm từ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua để kịp thời rút kinh nghiệm, chủ động có những giải pháp đồng bộ, thì cổ phần hóa có thể khiến các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa sẽ hoạt động thiếu hiệu quả, dần mất vai trò, thậm chí tê liệt và phải giải thể là điều khó tránh khỏi. Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng phải nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần và phải thực sự đổi mới về phương thức hoạt động, về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, hội đồng quản trị, tổng giám đốc vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Tổ chức đảng cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ chủ trương của đảng để tạo ra sự tin tưởng, đồng thuận cùng nhau vì sự phát triển của doanh nghiệp. Để có cái sự phối hợp tốt thì giữa đảng ủy, cơ quan tổng ty, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và kể cả công đoàn, rồi đoàn thanh niên cũng thống nhất với nhau để ban hành các cái chính sách, cái cơ chế phối hợp giữa các cái tổ chức với nhau. Trong cái việc sinh hoạt đảng thì nó cũng lồng ghép vào tất cả các đồng chí ở các cái tổ chức khác nhau như là hội đồng quản trị, như là ban tổng giám đốc. Do đó cho nên là các cái công việc, đường lối gì thì nó đều có cái sự thống nhất. Ngoài việc xây dựng đội ngũ cấp ủy trong doanh nghiệp có năng lực và trình độ về mọi mặt, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và luôn nêu cao tính gương mẫu của người cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng xây dựng các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh, tham gia quản lý xây dựng doanh nghiệp và đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong quá trình phát triển, ban lãnh đạo công ty liên doanh giày Daco đã có sự phối hợp rất tốt trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, cũng như về chuyên môn. Đồng thời với sự chỉ đạo của chi bộ đảng đã không ngừng đóng góp cho công ty ngày càng phát triển, tăng thu nhập cho người lao động, để người lao động luôn luôn yên tâm gắn bó với công ty. Việc định hướng về mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng phải sao cho thống nhất, không để quá nhiều mô hình như hiện nay. Nhưng dù theo mô hình nào, vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào năng lực, trình độ và tâm huyết của người đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của tổ chức đảng đó. Nếu như người đứng đầu cấp ủy không có đủ năng lực, thì dù tỷ lệ cổ phần nhà nước chiếm hơn 50% sau cổ phần hóa, cũng không thể phát huy vai trò của tổ chức đảng, cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị. Với bất kỳ đơn vị cổ phần nào thì đều cũng muốn là những cái nhân sự có chất lượng. Mà muốn có nhân sự chất lượng thì có lẽ họ phải được nhận thức giác ngộ về đảng. Có giác ngộ được về đảng thì họ mới có những cái tiếp cận những cái thông tin. Tiếp cận những thông tin trên cơ sở đó thì họ sẽ có những luồng thông tin chính thống cũng như là có những cái cách nhìn mà nó tốt. Từ cách nhìn đấy thì họ sẽ giúp lãnh đạo công ty đưa ra những cái giải pháp để làm sao quản lý công ty ngày càng tốt. Gốc rễ của vấn đề ở đây chính là con người. Công ty muốn phát triển được thì phải tạo được cái mối đoàn kết. Mà mối đoàn kết thì thông qua cái tổ chức đảng, đây chính là một cái tổ chức tiên phong mà họ truyền thông những tư tưởng của đảng, của nhà nước đến với từng người lao động. Như thế thì người lao động mới nhìn nhận được cái khả năng của mình cũng như là có một tạo ra một cái sân chơi mà nó tốt và xây dựng công ty ngày càng phát triển lên. Việt Nam đang tiến tới giai đoạn nước rút của công nghiệp hóa, hiện đại hóa với nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, mô hình tổng công ty, công ty cổ phần sẽ mang lại nhiều cơ hội mới, mở ra nhiều triển vọng trong đầu tư phát triển. Song cũng đặt ra thách thức lớn đối với hoạt động của tổ chức đảng. Thời gian qua, công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ ở doanh nghiệp được coi trọng, thực hiện đồng bộ, tạo ra các chuyển biến tích cực. Đảng ủy doanh nghiệp đã lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt việc xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng và nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chất lượng đảng viên được nâng cao rõ rệt, kiện toàn và xây dựng hệ thống tổ chức đảng, gắn công tác xây dựng đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương của chính phủ. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp, trước hết, phương thức lãnh đạo, nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng phải thay đổi để phù hợp với tình hình đơn vị sau khi cổ phần hóa. Nội dung sinh hoạt phải gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị,
giúp doanh nghiệp phát triển hơn, đồng thời tạo thêm động lực để người lao động hăng say làm việc, không ngừng cải thiện thu nhập, đời sống cho công nhân, người lao động. Cùng với đó, công tác đào tạo cán bộ phải được quan tâm đúng mức để phù hợp các vị trí trong điều kiện mới sau khi cổ phần hóa. Thời gian qua thì chúng tôi đang tập trung vào việc củng cố các cái cấp ủy, nó là các chi ủy, các đảng ủy. Sau khi củng cố xong thì chúng tôi có tổ chức hàng năm đều có những cái lớp để tập huấn. Để qua đó chúng tôi sẽ bồi dưỡng cho các đồng chí những nghiệp vụ công tác đảng, công tác vận động ở trong doanh nghiệp, mục tiêu của cái tổ chức đảng hoạt động trong doanh nghiệp là cho doanh nghiệp phát triển, là tạo việc làm, là tạo thu nhập cho người lao động. Thời gian tới, các doanh nghiệp nhà nước cần bám sát đề án tái cơ cấu, phương án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đảng ủy Bộ Công Thương có chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ và khẩn trương nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước để tăng cường công tác lãnh đạo, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cũng như rà soát bổ sung hoàn thiện đề án tái cơ cấu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy doanh nghiệp, thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và công tác xây dựng đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong doanh nghiệp.